Sao chạy hả? Chạy đi, cứ thoải mái mà mày chạy đi. Đúng rồi, cứ làm mạnh lên, yên tâm đi, ở đây không có ai mà đến cứu mày đâu. Mày nhìn đi, ở nơi này bỏ hoang lâu lắm rồi và không có một ai lui tới đây. Bây giờ mày có la cũng không ai cứu mày đâu. Vô ích thôi. Mày nói sao? Báo chí sẽ đưa tin về một tên sát nhân đội lốt bác sĩ đa tài. Cứ từ từ chờ đi. Được, vậy thì anh sẽ từ từ chờ đọc bài báo về sự mất tích bí ẩn của một cô gái không tìm thấy xác.